Thưa quý vị và các bạn, do tính chất quan trọng về chuyên môn đối với cả hai đội tuyển Việt Nam và Jordan, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Jordan sẽ diễn ra trên sân mà không có khán giả và không có hoạt động tác nghiệp của báo chí truyền thông. Đồng thời, để giúp ban huấn luyện hai đội tuyển có điều kiện tổng duyệt lực lượng và lối chơi, trận đấu sẽ không giới hạn về số lượng cầu thủ thay thế. Theo một nguồn tin nội bộ cho biết, cả ban huấn luyện đội tuyển Jordan và đội tuyển Việt Nam đều muốn giữ kín mọi thông tin liên quan đến trận đấu này. Cả hai đội tuyển đều có những vấn đề riêng của mình ở mỗi bảng đấu, nên việc giữ kín thông tin được đặt lên hàng đầu. Việt Nam đang đứng thứ nhất tại bảng G, còn Jordan đang chia sẻ vị trí thứ hai với Kuwait ở bảng B. Ngay cả địa điểm diễn ra trận đấu cũng chưa được bên nào tiết lộ. Cả hai đội tuyển vẫn đang tìm địa điểm phù hợp để tổ chức trận giao hữu quốc tế loại A trong kỳ FIFA Day. Hiện tại đội tuyển Jordan đang tập ở Sirak, cách đại bản doanh của đội tuyển Việt Nam khoảng 25 km. Đây là trận đấu giao hữu quốc tế nên phải đáp ứng đúng tiêu chuẩn của FIFA. Hơn nữa, địa điểm tổ chức phải có đủ điều kiện phù hợp cho cả hai đội yên tâm thi đấu. Thông tin về trận đấu bị lộ ra ngoài có thể ảnh hưởng đến thành tích chung của cả hai đội. Trong buổi trả lời phỏng vấn mới đây, huấn luyện viên Park Seo cho biết đội tuyển Việt Nam đang bị lộ chiến thuật quá nhiều sau 5 trận đấu ở vòng loại thứ 2 World Cup năm 2022. Hiện tại, nhà cầm quân người Hàn Quốc có khá nhiều lựa chọn để ông lắp ghép đội hình và đó sẽ là những điều bất ngờ cho 3 trận đấu sắp tới. Về phần Jordan, họ cũng đang ở thế khó, không đội nào muốn xếp thứ nhì sau vòng loại thứ 2 khi đội tuyển Triều Tiên rút lui. FIFA sẽ hủy kết quả các đội nhì bảng với đội cuối bảng để đảm bảo công bằng cho 8 bảng đấu. Vì vậy, các đội cần chuẩn bị tốt mới có cơ hội thành công. Được biết, để đáp ứng nhu cầu theo dõi đội tuyển Việt Nam thi đấu tại vòng loại World Cup, Đài truyền hình Việt Nam và Công ty Cổ phần Giải pháp truyền hình thế hệ mới Next Media thông báo hợp tác sản xuất và phát sóng các trận đấu thuộc vòng loại thứ 2 World Cup năm 2022, bảng G trên các kênh sóng của Đài truyền hình Việt Nam VTV. Next Media được Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF chuyển giao quyền khai thác thương quyền các trận đấu của đội tuyển bóng đá Việt Nam từ năm 2019. Tới đây, 3 trận đấu còn lại của đội tuyển Việt Nam tại bảng G thuộc vòng loại thứ 2 World Cup năm 2022 sẽ được diễn ra trong các ngày. Mùng 7 tháng 6 năm 2021, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Indonesia. 11 tháng 6 năm 2021, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Malaysia. Ngày 15 tháng 6 năm 2021, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp UAE. Các trận đấu này sẽ được Next Media, đơn vị sở hữu thương quyền truyền hình, khai thác trên tất cả hạ tầng truyền dẫn mặt đất, cáp, vệ tinh, IPTV, Internet, di động, digital, radio, mạng xã hội và trình chiếu công cộng. Đài truyền hình Việt Nam và Next Media quyết định hợp tác để phát sóng cả 3 trận của đội tuyển Việt Nam trên kênh VTV5, VTV6 HD. Các kênh VTV sẽ được truyền dẫn nguyên vẹn trên các hạ tầng truyền hình mặt đất, truyền hình cáp, vệ tinh như VTV Cáp, K+, SCTV. Ngoài ra, các trận đấu này sẽ được tiếp sóng trên các ứng dụng OTT gồm VTV Go, Next, Next Sport, OnSport và các kênh YouTube, fanpage của VFF và